Nước trắng là gì mày? Quả đuôi cơ. Quả đuôi. Ba quả đuôi một nhà. Thoải mái mà cách ly với nhau. Không cần cách ly, nó cách ly sẵn rồi. Cách ly nữa. Chỗ nào mà... À, đây là chỗ nào Phạc nhá, Ngân Sơn nhá. Đang ở trên đường đến Tây Bắc. Công viên nhá. Bố Đức thì biết nhưng Bố Đức thì ấm nói cũng là tên Đức trẻ Phú Điền thôi. Cảnh này cũng đẹp à nhé, quá tuyệt luôn. Cảnh này đẹp cực kỳ luôn đấy. Cần có bằng cấp gì cả, không cần không giới hạn độ tuổi. Thị trấn Na Phạc, cao bằng 76 km.
Duy Đoan đó. Duy Đoan ơi. Duy Đoan ơi. Nghe thấy anh nói gì không? Chào Duy Đoan, chào Việt Đô nhá. Lâu rồi mà mới có được hai được người quen của mình. Duy Đoan Việt Đô ơi. Chào Duy Đô, chào lao động chính đấy. Ôi dồi ôi, lao động chính đấy, không đâu. Động vào là mẹ mày. Tiền, khối tiền đấy. Tiền đấy. Này vẫn nhà thị trấn là phật lắm nè. Đẹp quá đi, vâng, rất đẹp luôn. Đường này công nhận đẹp thật. Chính vì mình còn phải thấy đẹp. Chân đều gió đấy, đều gió. Gió. Việt Đô, Duy Đoan.